Hello, xin mời chào mọi người. Thì trong hôm trước có những anh chị đã liên hệ đến mình hỏi những cái chiếc loa trong phân khúc từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng. Thì mình đã đề cử ra đây 3 mẫu loa có mức giá từ trên 2 triệu cho đến khoảng 3 triệu ha mọi người. Hello, xin chào mọi người, mình là Hoàng Long. Và đầu tiên đó chính là cái chiếc loa Bezel M5 với những công nghệ đặc biệt trên chiếc loa này ha mọi người. Và như mình đã tháo ra cái dây căng, nó sẽ có hai bát nè. Hai bát này là viền cao su ha mọi người, và cùng với đó là hai chiếc chép. Âm thanh của nó thì khá đều dãi và nó phẳng âm thanh để chúng ta có thể chơi được tất cả thể loại nhạc. Rồi, trên cái chiếc loa tuy nó bé như thế này nhưng nó lại có trang bị hai cái tính năng đặc biệt, đó chính là echo cộng với lại reverb ha mọi người. Và mọi người đang nghe cái tiếng micro này nó phát ra từ cái chiếc Bezel M5 với cái hiệu ứng âm thanh reverb mình đang để ở đây, và tắt echo ha mọi người. Và bây giờ mình thử tăng echo lên nha. Ali hey năm sầu năm năm sầu Ali hey năm sầu năm năm sầu. Đấy, mọi người thấy cái tiếng echo của nó khá là mềm và mượt ha. Tuy bé như thế này nhưng mà trang bị những cái công nghệ gọi là tiên tiến nhất của các dòng loa kéo ha mọi người. Đó. Và chiếc loa của chúng ta có kích thước bề ngang tầm khoảng 2 gang tay nè. Bề cao tầm khoảng độ gần 1 gang tay. Bề sâu thì cũng tầm khoảng 1 gang tay ha mọi người. Thì chiếc loa này sẽ phù hợp cho tất cả các anh chị nào thích một cái sự nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, âm thanh hay để chúng ta có thể chơi. Và cái chiếc loa này có mức giá dưới 3 triệu đồng nha mọi người. Và tất cả cái dòng loa đây thì mọi người có thể truy cập vào website đường link bên dưới điện tử lâm phát.com để chúng ta có thể tham khảo mức giá ngay thời điểm hiện tại nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái chiếc loa 200BU của hãng Agnos nha mọi người. Beatbox Agnos Sanka Media kính chào. Bluetooth mode. Ok. Và mọi người vừa nghe một câu chào rất là dễ thương từ Agnos Media Sanka ấy. Thì chiếc loa của chúng ta là thuần Việt ha mọi người. Thì cái chiếc loa này được công ty Sanka cho ra đời cách đây tầm khoảng một vài năm ha mọi người. Với cái mã đó chính là 200BU. Qua cái chiếc loa này thì nó rất là sang trọng ha mọi người. Như mọi người nhìn thấy thì cái màu da của nó là da bò nè. Đấy, màu da bò, da này là da tổng hợp ha mọi người. Trang bị trên chiếc loa thì chúng ta sẽ có một loa bass nè, một quả loa bass. Cái đường kính của nó thì tầm khoảng 20 cm nha mọi người. Đây 20 cm. Và cái mã 200BU thì có nghĩa đó chính là cái đường kính bass của nó là 2 tấc ha mọi người. Còn ở bên đây 250BU thì có nghĩa là đường kính bass của nó là 2 tấc rưỡi. Đấy, và chúng ta có thêm một cái chép đây gọi là chép kèn nha mọi người. Chép kèn thì lợi thế của chép kèn là nó sẽ đi xa tiếng và nó sẽ mạnh hơn về cái phần âm thanh chép. Rồi bây giờ mình sẽ thử tăng echo lên cho mọi người cùng nghe nha. Ali một hai năm sáu. Đấy, tiếng echo cũng khá là mềm và mượt mọi người. Đấy, Ali hai năm sáu đó. Và trên cái dòng loa Agnos này thì chúng ta sẽ không có hiệu ứng reverb nha mọi người. Chủ yếu là sẽ là tiếng echo. Đó, còn nếu mà những anh chị nào thích reverb
và với tầm giá dưới 3 triệu đồng thì chúng ta có thể lựa chọn cái chiếc Pesso 15 em mọi người. Còn ở đây thì nó sẽ phù hợp với lại những anh chị nào thích hát bolero và hiệu ứng eco ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua cái chiếc loa 250BU của Agnos Sunka Media ha mọi người. Ok, và đây là cái mã 250BU của Agnos ha mọi người. Nó sẽ lớn hơn công suất so với lại chiếc loa 200BU của Agnos. Thì tùy theo nhu cầu của tất cả các anh chị, nếu mà chúng ta muốn có một chiếc loa nhỏ gọn, công suất vừa phải thì chúng ta lựa chọn Agnos 200BU. Còn nếu anh chị muốn có một chiếc loa kích thước lớn hơn, công suất mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể lựa chọn cái chiếc loa 250BU này nhé. Thì cái giá của nó sẽ nhỉnh hơn một tí xíu so với cái chiếc loa 200BU. Ok, thì vừa rồi mọi người đã nghe qua hiệu ứng micro của những chiếc loa này, thì mọi người thấy sao về cái chất lượng âm thanh của những chiếc micro cũng như là hiệu ứng echo vang reverb trên những chiếc loa. Để đánh giá rõ cái chiếc loa hơn, mình sẽ test một đoạn nhạc qua những chiếc loa để cho mọi người có thể nghe và cảm nhận nhé. Rồi, bây giờ xin mời mọi người nghe trước trên cái chiếc loa 250BU này. Mọi người nghe trên cái chiếc loa CS250BU của hãng Agnos ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua âm thanh của chiếc loa Agnos 200BU ha mọi người. Cũng là đoạn nhạc hồi nãy nha mọi người. Rơi tay.
bây giờ mọi người đang nghe âm thanh trên cái chiếc lo M5 của hãng Besso. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tổ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em khi ta nay đã rời tay. Ok, và vừa rồi thì mọi người đã trải nghiệm qua chất âm của ba chiếc loa M5, CS200BU và CS250BU của Agnos. Thì mọi người đánh giá sao về ba chiếc loa này? Theo cá nhân và quan điểm của mình thì mình vẫn thích cái chiếc loa Besso M5. Tuy nhỏ gọn nhưng mà dãy âm của nó khá đầm và chắc thôi mọi người. Cùng với đó là cái tính năng reverb trên cái chiếc loa này. Tuy bé nhưng mà có chức năng Eco Reverb đầy đủ. Rồi, mọi người có muốn trải nghiệm chất lượng âm thanh của ba mẫu loa này, mọi người có thể đến địa chỉ cửa hàng tại số 37, đường số 2, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm trực tiếp ba mẫu loa này và từ đó mọi người sẽ dễ dàng lựa chọn hơn cho mình những cái chiếc loa karaoke nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.